Như phần năm của bộ truyện xuyên không thành tên ma tôn độc ác nhất thế gian ai nấy cũng đều muốn giết ta cùng lúc đó ở thương minh tông hắc nguyệt đường diệp hồng y đang nằm thoải mái ở trên giường trong chiếc váy ngủ mát mẻ được một lúc diệp hồng y bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ cô vừa chân mình dùng hai tay bấu véo tấm trải giường vừa nói với gương mặt đầy biểu cảm tê dại bạch thanh lăng bổn đường chủ tuy chưa gặp ngươi nhưng ngươi ăn hiếp linh âm tỷ tỷ như vậy nhất định vừa già vừa xấu vô cùng ghê tởm Cô nhớ tới mối giao tình sâu đậm giữa cô và Linh Âm rồi lại lầm nhầm một mình. Diệp Hồng Y Ta và Đạm Đài Linh Âm không có duyên phận huyết mạch, lại có tình tỉ muội. Bọn ta kết ấn kính hoa, linh hồn có thể có cùng cảm nhận với đối phương mọi lúc mọi nơi. Diệp Hồng Y đưa bàn tay trái trượt xuống phần tam giác vàng trong khi miệng tiếp tục làm nhảm những câu hỏi không đầu không đuôi. Linh Âm vừa đi gặp ma đầu đó, cơ thể của ta đã trở nên kỳ lạ như vậy. Linh Âm tỷ giờ tỷ đang ở đâu? Ma đầu đó lại làm gì tỷ? Đột nhiên cô bấu tấm trải giường chặt hơn, hai mắt nhắm nghiền lại, cảm giác như đang trải qua nỗi dày vò khó tả. Đồng thời hạ quyết tâm, Diệp Hồng y ta thể, nhất định phanh thay Bạch Thanh là người. Đúng lúc này có một ông lão ở bên ngoài cất tiếng gọi, Hồng y à, con có đó không? Diệp Hồng y ngồi bật dậy, gương mặt vẫn còn đẫm mồ hôi nói thầm, âm thanh này là. Sau đó cô mặc lại y phục chỉnh tề rồi mở cửa bước ra vui vẻ gọi, ra ra. Chợt đôi mắt của cô chuyển qua ngỡ ngàng khi nhìn ông lão có thần sắc mệt mỏi ở trước mặt rồi lo lắng hỏi. Ra, ra ra sao vậy? Sao trở nên từ tụy quá? Ông lão gương mặt đầy vết chân chim đang đứng chắp tay sau lưng này chính là thương minh lão tổ diệp Thái Uyên. Ông lão lấy tay xoa đầu đứa cháu gái bé nhỏ với vẻ chiều mến thương yêu. Sau đó nghiêm túc dặn dò. Hồng y, con nghe cho kỹ. Ông đại hạn sắp đến. Từ nay về sau không thể bảo vệ con nữa. Hồng y hoang mang giọng lắp bắp đại nạn sắp đến sao? Diệp Thái Uyên không trả lời câu hỏi của cô mà lại nghiêm mặt hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Tiểu Hồng Y, chuẩn bị ngồi lên vị trí tông chủ. Hồng Y cúi mặt cắn chặt răng cố dằn cảm xúc bỡ ngỡ pha lẫn lo lắng đang dâng lên trong lòng. Sau đó cô ngoan ngoãn chấp tay cung kính đáp lại lời mong mỏi của Diệp Thái Uyên. Hồng Y nghe ông dạy, tuy vậy cô vẫn không thể ngăn được những hàng nước mắt đang lan dài trên má. Sau khi đã nhận được sự đồng ý của Hồng Y, Diệp Thái Uyên bắt đầu đi vào phân tích tình hình sơ bộ. Lần này ta mở đại hội tuyển chọn tông chủ. Chứ không phải lợi dụng quyền lực trực tiếp truyền ngôi cho con. Bởi vì chỉ khi con tự đi tranh thủ sự ủng hộ của các thế lực quan trọng trong tông mới có thể chấn phục cả thương minh tông. Diệp Thái Uyên nhìn cô cháu gái cất giọng thăm dò. Ta hỏi con, trong tứ đại điện chủ vị nào con dễ lôi kéo nhất? Diệp Hồng Y không do dự trả lời ngay. Đương nhiên là tu la điện điện chủ, nhậm thiên phàm. Hắn là thúc phụ của Hồng Y, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Thương minh lão tổ nhắm mắt lại khẽ hắn giọng nhận xét, không hẳn. Ông liên tưởng đến hình ảnh tên điện chủ bị vợ chân dắt như một con chó rồi nhẹ nhàng giảng giải, nhậm điện chủ yếu ớt thiếu quyết đoán. Gặp lợi nhỏ thì quên nghĩa, làm việc lớn mà tiếc thân, và lại chuyện lớn đều do phu nhân làm chủ, một ánh mắt đã khiến hắn không dám chi viện con. Thấy vậy Diệp Hồng Y liền chuyển sang một vị điện chủ khác. Vậy, mãnh hổ đạo nhân của La Sát Điện, ra ra thấy sao? Diệp Thái Uyên không phản đối ngay mà phân tích bằng vẻ trải đời của mình. Thế lực la sát điện mạnh nhất đệ tử nhiều không đếm xuể. Còn đang không ngừng phát triển lớn mạnh. Hắn tích cực làm việc vì tông môn. Hiếu kính các trưởng lão là vì cái gì? Vốn bản chất thông minh hồng y nhanh chóng quán triệt được bản chất con người. liền không do dự đáp. Người này có dã tâm. Hắn sẽ không phục ta. Sau đó cô nhớ tới cứu cánh hoa nguyệt dung bèn nói ngay suy nghĩ trong đầu. Nếu vậy thì chỉ còn lại vị thánh cô thần bí đó của âm quỷ điện rồi. Nhưng Diệp Thái Uyên lại thẳng thừng bác bỏ. Không được, cô ta không giúp được con. Bằng mắt nhìn của ta, vị hoa điện chủ này có mưu đồ khác, con không nắm được. Diệp Hồng Y đã cố tình không muốn đề cập Bạch Thanh Lăng nhưng đến giây phút này mọi thứ dường như đang ám chỉ về phía hắn. Cô thần thờ nói tiếp với vẻ lúng túng, ba vị trong tứ đại điện chủ đều không thể giúp con, chẳng lẽ ý của ông là. Diệp Thái Uyên nghiêm trang tiếp lời cô, theo như di nguyện của phụ thân con con nên kết thành đạo lữ với điện chủ u la điện bạch thanh lăng phu thuê chung tay cùng tráng bổn tông hồng y nghe như xét đánh ngang tai không thể kiềm được cảm xúc tròn mắt kinh ngạc la lên cái gì đạo lữ phu thuê cô tưởng tượng đến gương mặt xấu xa hiểm ác của bạch thanh lăng rồi ôm đầu thống khổ nghĩ không thể nào tuyệt đối không thể ma đầu này là sư tôn của linh âm nếu ta gả cho hắn vậy linh âm nên gọi ta là gì sư sư nương sao. Đấu tranh nội tâm xong, Diệp Hồng Y kiên quyết từ chối. Không, Hồng Y tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Chuyển cảnh đến điện huyết chủ. Tuế Tinh Nhi đang đứng thẳng người báo cáo. Bẩm báo chủ nhân, hôm nay lúc Tinh Nhi đưa linh âm sư tỷ trở về tổng đàn. Nhìn thấy, thấy cô có vẻ ngập ngừng bạch thanh lang nghiêm mặt hỏi. Thấy gì? Nữ đệ tử nhớ lại những gì đã chứng kiến rồi chậm rãi đáp. Tinh Nhi thấy đông vực nhiều ma đạo tản tu bay về phía la sát điện đây trời có hơn ngàn người. Tinh Nhi còn nghe nói, âm quỷ điện trước giờ khiêm tốn cũng đang triệu hoán thủ lĩnh thế lực ngoại tông. Bạch Thanh Lăng chăm chú lắng nghe, đôi mắt nhếch lên đầy đam chiêu. Tinh Nhi nhìn sư phụ mình băn khoăn tự hỏi, thương minh tông sắp biến thiên rồi, chủ nhân trước giờ không thích can thiệp chuyện của tông môn, người sẽ có dự tính gì? Bạch Thanh Lăng ngồi chống tay cười nham hiểm bảo, không sao, ta sẽ ra tay. Tuế Tinh Nhi thấy vẻ ngầu lòi của sư phụ thì ngưỡng mộ tán dương, chủ nhân thật bá đạo. Đột nhiên nhìn Tuế Tinh Nhi một hồi gương mặt Bạch Thanh Lăng chuyển sang âm trầm nghĩ, qua kiểm tra lần trước, Tinh Nhi đã tuyệt đối trung thành với ta rồi, loại trò chơi chủ nô này làm tổn hại nhân cách Tinh Nhi, vẫn nên dừng lại đúng lúc. Quyết định xong Bạch Thanh Lăng khoát tay ra lệnh, Linh Nhi, từ nay về sau hai ta hồi phục quan hệ sư đồ bình thường, bất luận trường hợp gì, con đều gọi ta một tiếng sư tôn. Tuế Tinh Nhi giật mình tròn mắt ngơ ngác hỏi, tại sao? thân phận nô tỳ là đặc điểm riêng của tinh nhi chủ nhân không yêu tinh nhi nữa không bằng lòng dạy dỗ tinh nhi muốn xa lánh chê bai tinh nhi bạch thanh lang thấy phản ứng quá mức do sự hiểu lầm của nữ đệ tử vội mỉm cười xua tay giải thích à bổn tôn không phủ định thân phận của ngươi chỉ là loại quan hệ thân phận này nên có sự phát triển biến hóa tuế tinh nhi đột nhiên cởi bỏ lớp y phục trên người xuống đồng thời hỏi xác nhận lại nói chung tinh nhi vẫn là nô tỳ trung thành của chủ nhân đúng không Chủ nhân chỉ muốn đổi cách xưng hô đúng không? Sau đó lại mạnh dạn đề nghị, tên của Tinh Nhi có chữ Tinh, lại là nô tỳ của chủ nhân, chi bằng gọi Tinh nô đi." Cô vừa nói vừa dùng hai tay nắm gấu váy một cách duyên dáng. Lúc này trên người cô là bộ trang phục hầu gái vô cùng dễ thương. Cô làm điệu bộ câu dẫn tin yêu, đồng thời nói với giọng trung thành sẵn sàng cống hiến, "Từ nay về sau, Tinh Nhi là Tinh nô giúp chủ nhân giải quyết mọi chuyện cần thiết."